sẽ đến với vòng tiếp theo của chương trình được mang tên Đi tìm tần số. Ở trong hình nó vẫn giống như cái hình mà hình khóa ha. Và bây giờ xin mời ban cố vấn, mình muốn xem cái app nào của ba cô gái ở đây. Khánh muốn xem hình của bạn số 2. Hình ảnh của bạn số 2. Thích selfie. Thích màu đỏ sữa. Thích trà sữa. Thích trà sữa, rất thích trà sữa nha. Thích đi bơi. Thích ăn. Nói chung em là người bình thường. Y như chị cũng ăn uống trà sữa vậy thôi. Em có thể kéo lướt qua vài trang không? Chị có thấy một sống ảo kìa. Đó, quá trời luôn. Ôi ơi. Không hề chơi một game nào hết mà thư một sống ảo thì là có hai lớp lận. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với điện thoại của bạn số 1 nha. Bây giờ ban cố vấn, xin mời ban cố vấn muốn coi về cái gì. Số 1 hình như là của bạn Huy phải không? Bạn Huy. Đó thì mình là Bình Dương đó, ấn tượng bạn số 1. Mời bạn số 1 cho coi hình ảnh. Hình ảnh. Dạ, cái nào ăn uống tụ tập rồi. Trời ơi, cho coi nồi cá kho gì vậy? À, biết nấu ăn. Trời ơi, em nấu hả? Em biết nấu ăn không? Dạ biết. Món này em nấu em mua. Em nấu luôn hả? Mua, cái tô đẹp vậy là mua. Này ăn ở ngoài luôn. Trời ơi, sao ơi, vậy? Em có tâm hồn ăn uống không? Không. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bạn số 3. Mình cho coi hình chút xíu được không ạ? Anh thấy có cái thư một vẽ gì đúng không em? Thư một vẽ. Là em vẽ hả? Đo cho anh xem. Vẽ đẹp vậy. Vẽ đẹp quá. Vẽ dễ thương quá. Dễ thương. Giang ơi. Giang à, em vẽ. Dễ thương quá, bạn có thể dạy mình được không? Bây giờ thì anh nghĩ là chắc là Giang và Huy cũng đã có một cái suy nghĩ riêng của mình và lựa chọn riêng của mình rồi. Nhưng mà bây giờ mình phải xem thêm ba bức ảnh selfie cái ha. Để cho hai bạn ở đây có thêm một số cái dữ liệu để mình có thể lựa chọn cho một người cùng tần số nhất nha. Tất cả đều là môi. Sao số 2 giống bạn em quá. Số 2 giống bạn em hả? Sao giống bạn em? Không, cái cặp mắt nó giống chứ em biết không phải. Không phải rồi. Nhìn ba bờ môi này thì hai bạn có cảm nghĩ như thế nào? Em không hồi hộp quá, không nghĩ được gì luôn. Còn Huy, em nhìn em thấy sao? Em nãy em nói bạn số 2 giống bạn em hả? Giống ở con mắt, mắt to. Còn em thấy cái bạn của em chọn đó, cái người số 1 mà nãy giờ cùng tần số với em đó, em thấy sao? Em như mất hồn luôn. Mất hồn, em mất hồn. Rồi bây giờ bạn Giang. Sơ qua thì em thấy bạn số 2 là bình thường. Số 2 là khá là dễ thương và trắng nữa. Số 3 trắng luôn nha. Ê, số 3 cũng trắng, số 3 ơi em có trắng không em? Dạ, bình thường ạ. Cái này là hình chụp qua cái máy chụp hình là chưa chỉnh sửa mà đã trắng gì rồi. Dạ, còn cái này là có nha. Giang ơi, thật sự là tới lúc này là mình có quyền thay đổi suy nghĩ của mình. Biết đâu nhiều khi mình nhìn được cái này là cái tần số mình nó lại rung động theo kiểu khác. Quyền mình lại thay đổi. Có quyền chọn lại nha. Đừng mắc cỡ, tại đừng ngại ngùng. Tại vì chúng tôi là chọn thêm cho bạn vào thôi. Đó, thật giờ ra các anh bạn giữ bạn số 2 là để cho Giang có thêm sự suy nghĩ thôi. Nói chung là bây giờ hai bạn có thể thay đổi cái quyết định của mình. Sau khi chúng ta đã xem được ở trong điện thoại như thế nào, xem được hình ảnh selfie như thế nào rồi, thì các bạn hãy đưa ra cái quyết định của mình nha. Và trước khi đưa ra quyết định của hai bạn, xin mời quý vị khán giả hãy nghỉ lâu trong ít phút. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với tần số tình yêu. Và bây giờ là sự lựa chọn của các bạn. Các bạn hãy đưa ra quyết định của mình là mình thấy mình hợp, mình cùng tần số với bạn nào nhất. Rồi mời Giang. Giang mới là người khó chọn á, tại vì Giang đang lấn cấn giữa hai người. Huy chọn trước đi. Em bây chỉ giờ có một, bây giờ em lại... Khoan, Huy, Huy. Sao có lập trường em chơi vậy? Dạ, em đang bị rung động. Rung động giữa ai? Giữa ai? Ai? Số 1, số 2 thôi. Cho Huy suy nghĩ. Giang, đối với chị, bạn số 2 là chị nghĩ hợp với em. Bạn số 3 sẽ hợp với em và gia đình. Vậy thì chọn con tim hay là chọn lý trí? Chọn con tim hay là nghe trí? Ở đây, trời ơi. Cần có hát nữa. Cho người ta bình ổn, người ta suy nghĩ. Dạ, rồi em.
nãy à, em. Qua hai vòng thì chắc em cũng đã cảm nhận được phần nào qua hai bạn. Không, để bạn tự chọn, bạn tự nói rồi bạn chọn. Hoặc là bây giờ em có mình quyền không nên nói nữa. Để cho bạn thoải mái tâm lý nhất là bạn cảm thấy cái nào hợp với bạn và ba gia đình. Em vẫn chọn số 3. Thương mẹ. Thật sự là em thấy là Giang có một cái sự rất nghiêm túc trong cái sự chọn lựa này. Cho nên là cứ suy nghĩ suốt. Cuối cùng thì em vẫn chọn số 1. Đó, vậy phải vậy mà được. Bây giờ là đã có hai sự lựa chọn rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ bước lên sân khấu. Xin mời hai bạn. Và bây giờ xin mời hình ảnh thật của ba cô gái ạ. Mời anh Huy Khánh lên dắt bạn số 2 ra đây. Xin mời. Của anh rồi đó. Wow. Quá cao. Rất là đẹp, rất là xứng đôi luôn anh Khánh. Cô gái xinh đẹp có những sở thích rất đặc trưng của con gái, du lịch, shopping, và mẫu bạn trai cũng rất đặc trưng, chỉnh chạc, ấm áp, không gia trưởng, ngoại hình ưa nhìn là được. Yêu thích đi du lịch nên cũng hy vọng một nửa của mình có thể cùng mình đi khắp nơi. Rồi bây giờ, lúc đầu thì lúc em ngồi ở trong đó đó, em có nghĩ mình sẽ được hai bạn chọn tới cái vòng này rồi? Không, em nghĩ anh Giang sẽ chọn người số 3. Người số 3. Tại sao? Thì em linh cảm như vậy. Và khi mà em ra đây thì em biết ai là Giang, ai là Huy không? Dạ không. Đáng thử đoán đi. Anh áo trắng là anh Giang. Đúng rồi. Chính xác. Em đoán đúng rồi. Đúng rồi. Hay quá, vậy là anh. Em hay quá. Hai anh thấy sao? Nhất là anh Giang. Bạn nữ rất là xinh đẹp. Thật sự nha chị, em nhìn Giang với em nhìn bạn nha, có cái nét giống nhau lắm á. Có, người ta đã chọn cho rồi. Cái miệng rất là giống nhau á. Bạn rất là xinh đẹp và cái phong cách của bạn cũng rất là nữ tính. Cũng có một chút đáng tiếc nhưng mà chắc là nghĩ là chúc bạn sẽ gặp được những người tốt hơn. Những người mà thật sự yêu thích con người của bạn. Cảm ơn. Rồi bạn Giang bận trắng nói đi bạn. Thì em thấy được sự chọn quen mà đúng đắn. Tại trời vì, chưa thấy người kia mà chưa thấy đúng đắn. Tại vì em nói thiệt là em không thích con gái với hình mẫu như vậy. Ủa là sao? Lý do? Là sao? Người ta đẹp quá, như vậy giữ không nổi. Dạ phải, tại em thích con gái đẹp quá. Tức là em đẹp quá đó. Đẹp quá không phải của mình. Đúng vậy. Đôi lúc cái người phụ nữ đẹp bởi người ta mới có câu hồng nhan bạc phận. Thật ra đó mấy người đẹp á thường là người ta thích ngắm hơn và người ta thích là đồ lùi lại để thấy em rõ hơn, bởi vì người ta sự là sợ là không nắm được, không giữ được, tại bạn quá đẹp. Em mới sợ là người đẹp dẻo rồi người đẹp và quá vật rồi nữa mệt lắm ha, đúng không? Và cho anh hỏi em một câu là không biết là cái mong muốn của em mà khi đến với chương trình là tìm được một mẫu bạn trai như thế nào? Mong muốn của em đến với chương trình là tìm một mẫu bạn trai chín chắn, không gia trưởng, đặc biệt là phải ưa nhìn một xíu. Nãy giờ thì em nghe bạn Giang chia sẻ rồi thì em cảm giác bạn Giang có gia trưởng hay không? Dạ không. Xin cảm ơn em rất là nhiều và hy vọng là sẽ gặp lại em trong chương trình sau của Tần Số Tình Yêu. Xin cảm ơn em. Tất cả sẽ có trong Tần Số Tình Yêu phát sóng vào lúc 21:40 thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ 29 tháng 6 trên kênh HTV7.